Mình mời các bạn cùng uống với gia đình mình nha các bạn. Hello các bạn, hôm nay trời nắng nóng, mình qua em mình chơi mà vô tình thấy được cây chanh dây rất là nhiều trái các bạn. Bởi vậy chị em mình hôm nay sẽ quyết định làm thao chanh dây siêu to khổng lồ nha các bạn. Nãy mình có ra ngoài kia hái được vài trái này các bạn mà chưa có đủ. Lát hai chị em mình sẽ hái tiếp nha. Chị em mình phải hái đầy rổ này mới làm được thao chanh dây siêu to khổng lồ nha các bạn. Bây giờ Linh Bân đi chị hái cho. Này. Đó. Rồi sát bên nè. Đó. Dễ quá à, Linh. Này nó chín cái cuốn nó làm như nó cũng mềm dễ hái Linh ơi. Trời ơi, nó thơm Linh ơi, hửi thôi coi. Thơm quá chị ơi. Thơm phức luôn á. Dạ. Hèn chi á, chị thấy mấy con chuột hay gì nó ăn thấy đục lỗ 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 ổn ghê luôn á Linh. Rồi chị kiếm mấy trái chín, thường thường á mấy trái chín nó mới ngọt. À đây nè. Chanh dây ơi, rớt vô giỏ bà đi chanh dây ơi. Nè, em thấy không? Nhìn đã quá Linh. Chị thấy á là đất ở đây lạnh như nó tốt hơn ngoài kia ha em. Ngoài kia trái nhỏ nhỏ không ha. Đây nữa nè. Chị mới để gào lên là rớt xuống luôn rồi, khỏi cần mà giật gì hết trơn á. Trời ơi, bên đây còn dữ dằn nữa Linh ơi. Núp hả chanh dây. Đó, chị mới để lên là rớt luôn rồi Linh. Đây nữa nè. Chị em mình hái được rổ chanh dây khổng lồ rồi nè các bạn. Giờ chị em mình vô rửa rồi làm thao chanh dây khổng lồ nha. Bây giờ các bạn cùng theo dõi chị em mình nha. Để chị rinh cho. Bây giờ chị em mình sẽ tiến hành làm thao chanh dây khổng lồ nha các bạn. Linh sắt đi, chị sẽ nạo vô trong thao nha Linh. Chà, sắt nổi rồi, chị thấy nặng nề quá. Để chị sắt cho. Con nhận vỏ nó cứng thiệt Linh đây. Ôi. Rồi wow. Nè các bạn thấy không, chanh dây nó chín ở trong nó rất là ngon các bạn, nó mọng nước luôn nè. Wow. À, chị nạo lên sắt đi, chanh dây ở trong nó rất là nhiều hột rồi các bạn. À, mình lấy hết cái phần hột của nó trong đây hết luôn nè. Đây là cái phần trắng nè, vỏ nó mình sẽ bỏ, rất là thơm các bạn ơi. Hồi nãy hái á, mình đã nghe mùi thơm rồi mà bây giờ mình sắt ra mình nạo cái hột nó thơm ngất ngây luôn các bạn. Còn nhiều lắm mà sao chị hái có nhiêu đây vậy? Trời ơi Linh ơi Linh, một rổ này chị quậy ra một thao khổng lồ uống cả làng luôn Linh. Lát nữa mình quậy xong rồi mình mời mẹ với lấy mấy mợ vô uống nha Linh. Dạ. Trời ơi chị Năm ơi, giờ em sắt không nổi nữa. Trời ơi, các bạn có thấy không, em gái mình cái trái chanh dây mình nó sắt kìa các bạn. Thôi được rồi, chị sẽ đổi cái này cho em nạo nè, cho nó dễ hơn ha. Rồi em nạo đi, chị sẽ sắt cho nó mau. Để chị em mình đang khát nước mà em sắt vậy nè. Chị nạo. Rồi qua đây. Gì chứ này, chuyện nhỏ đó với chị. Ôi mà thơm quá các bạn ơi. Mình thử thử lên. Thơm ngất ngay luôn ha. Thèm ấy nước miếng luôn các bạn ơi. Ừ, mà khó thiệt Linh ơi. Ừ, nó dai, vỏ nó dai là... Rồi bây giờ mình sẽ nạo phụ em gái mình nha các bạn. Những trái này còn xanh xanh gì nó rất là chua. Bởi vậy mình sẽ để dành chừng nào chín rồi mình sẽ làm tiếp. Chị em mình đã nạo xong chanh dây rồi các bạn. Giờ gom vỏ, mình sẽ đem nước nấm lên với lại đường. Rồi mình sẽ làm tiến hành làm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổ đường vô chanh dây để quậy lên nha các bạn. Đây là 1 kg đường nhưng mà trước mắt mình sẽ đổ nửa kg trước. Tại vì lỡ như ngọt quá rồi mình đâu có múc đường ra được Linh. À mình thêm vô được chứ mà mình bớt ra là hơi rồi xong luôn rồi Linh. Mình bỏ chút xíu muối vô, dặn vô cho nó ngon nha các bạn. Đó, như đây muối. Rồi, sẽ quậy lên. Rồi, em chế nước sôi vô cho chị đi Linh. Cái này khoảng chắc 1 lít rưỡi nước hay Linh. Nó ngọt ngon rồi Linh ơi, nó có gì mặn mặn nữa. Bây giờ mình bỏ đá vô đây Linh. Rồi bỏ vô đây Linh. Đó, bạn xem.
Nhiều đây mà chị em mình uống thôi chắc thôi bể bụng luôn các bạn ơi. Hôm nay thì mình làm thao chanh dây siêu to khổng lồ nên mình xin mời mẹ, mợ với lại chị và các bạn cùng uống nha, với hai chị em mình cho vui nha các bạn. Rồi, mời mẹ. Này màu tư. Trời nắng nóng này mà uống ly chanh dây là hết sảy luôn đó các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng uống với gia đình mình nha các bạn. Ừ, ngon quá. Ngon. Mà nó thơm nữa, thơm mùi chanh dây. Ngon nữa, vừa uống nữa. Trời ơi, năm làm ngon quá năm. Một phần cứ nhờ uống chanh dây mà nay năm ta uống chanh dây quá. Mà một phần nữa nha. Một phần ngon cũng nhờ chanh dây của mợ Tư. Uống được ngon. Năm Duyên Linh làm ngon thật là ngon. Mẹ cô Hai mới uống lần đầu á. Bữa nay năm với gái mẹ ok làm ngon quá. Mẹ Linh khen rồi Linh ơi. Mẹ coi khen làm con với Linh á, nở lỗ mũi nứt cái lỗ mũi luôn á. Để hồi đó thì mới ít uống chanh dây nè, mới uống ít uống mà đồ này chanh dây này mình chọn mấy trái mà chín á, nó mới ngọt nó thơm, mùi nó thơm mùi chanh dây. Ngon quá, uống hết ly luôn. Trời hết ly luôn. Trời nắng nóng này mà có ly chanh dây là uống nè ngon. Uống giả là uống giả là giả giả khác mà không có nghe nó gắt nữa. Đúng rồi. Này nó uống đồ mát đó. Người ha chị. Trời nắng nó không có nó không có. Chị uống hết ra đi rồi em múc thêm cho chị ly nữa. Chị uống ngon quá mà chị không biết nói gì luôn á. Uống nó tốt đâu luôn á. Tốt á. Dịp vậy là thấy mình đừng có đi ra ngoài bệnh uống vậy là thấy rất là. Đúng rồi. Em biết sao không? Nhưng mà đây biết sao? Ngon quá. Cái này có chất chua, có vitamin C nữa. Nó làm cho mình có sức đề kháng nữa. Bây giờ ai cũng cấm đi ra ngoài hết rồi, giờ đâu có. Nhà mình trời nắng vậy thôi, nhà mình quậy thao chanh dây uống cho nó đã. Thì quá tốt rồi. Quá ngon rồi. Còn Linh nữa. Nãy giờ uống ngon quá rồi, không có nói gì luôn đó. Ngon quá trời ngon luôn, bữa nào cũng làm hết ly luôn, còn miếng nữa hết ly. Công nhận chị em mình làm bữa nay uống ngon quá Linh. Mẹ Linh với lại mẹ của chị khen nức nở luôn kìa. Mà tôi uống hết đây con múc thêm. Chị uống hết chưa? Hết luôn. Bà Tư uống đại nha, cái này cũng mở Tư đừng có sáng nha. Rồi giờ mở Tư chưa uống, giờ uống hết một ly quá tài. Uống ly nữa mà Tư ơi. Nắng này nè mà Tư uống nhờ cho nó đã khác. Với một phần nữa chiều nay cho mẹ Tư ăn cơm cho nhiều đã dĩa chua á. Cho mẹ mẹ đi nha. Quá đắt quá mà cái thao có mấy người mà uống hết một thao khổng lồ luôn. Cái thao chanh dây của mình nay bán đắt quá các bạn ơi. Đúng là ngon các bạn. Mình uống nước chanh dây này ngon mà được ngồi chung với gia đình mình uống nữa các bạn ơi, thật là tuyệt vời các bạn. Nãy giờ cái thao chanh dây siêu to khổng lồ á, mình uống mỗi người 2 ly rồi các bạn. Giờ no quá rồi, với lại một phần nữa chanh nước chanh dây này mình uống nhiều quá cũng không tốt đó các bạn. Bây giờ mợ Tư với lại mẹ có nói gì không với chị á, để còn kết thúc cái video nè. Bụi chanh dây này từ đó giờ mợ Tư mới trồng á. Mà chưa uống thì ít, đến nay mợ Tư mới thấy hai đứa con làm sao uống thấy nó ngon quá. Tuyệt vời luôn. Chắc lại uống đồng mà vui nó uống ngon mà Tư. Uống hết một ly luôn á. Hai mẹ mới uống 2 ly này là thấy quá tay mà không dám uống nhiều. Mẹ mình thường thường á là rất là ít uống đồ chua các bạn. Nay mình chị em mình làm ngon hay sao á, mẹ mình uống 2 ly các bạn ơi. Chị uống thấy ngon không? Thấy ngon. 2 ly vừa mới vừa uống. Chị uống nữa hả múc? No chị mình cũng no rồi các bạn. Thôi video của hai chị em mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy cho một like, đăng ký kênh và chia sẻ trên Facebook cho chị em mình có động lực làm những video hay tiếp theo cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt.